chiến tranh Trung Đông bùng nổ, các tổ chức có tính cách quốc tế bắt đầu phát động liên tục nhiều hoạt động công kích, mục đích là gây ra sự khủng hoảng và hỗn loạn. Thế nên các vị lãnh tụ nào có ảnh hưởng về chính trị và tôn giáo đều là mục tiêu công kích của bọn họ. Vì vậy, các tổ chức duy trì hòa bình và an ninh thế giới tất nhiên phải dốc toàn lực để đối phó trải qua nhiều giai đoạn. Ngày mai là ngày 8 tháng 8, tức là trước ngày quốc khánh 25 chu niên của Tân Gia Ba. Toàn quốc tưng bừng chúc mừng, sẽ dùng đường Fuji để trở thành khu vực cho người đi bộ. Ngoài ra, ông Dalai Lama ngày mai cũng sẽ tới thăm viếng Tân Gia Ba. Tuy rằng 3 hôm trước đã có người cảnh cáo rằng ông Dalai ở Tân Gia Ba sẽ có nguy hiểm và cũng sẽ bị người ta hành thích, nhưng mà ông Dalai Lama đã nhấn mạnh là không bãi bỏ cuộc thăm viếng này. Bên cảnh sát Tân Gia Ba cũng tường điện một lần nữa rằng, tuy là trong lúc quốc khánh không đủ nhân viên để làm việc, nhưng họ cũng sẽ bảo vệ chặt chẽ ông Dalai Lama. Đồng thời, hình cảnh quốc tế phụ trách phản hoạt động khủng bố cũng đã đặc biệt phái chuyên gia phản khủng bố đến Tân Gia Ba để mà hiệp trợ với cảnh sát, xếp đặt tất cả những hành động bảo an trong lúc ông Dalai Lama đến viếng thăm lần này. Sau đây tiếp tục là phần báo cáo của những tin tức khác. Xin mời quý vị đón nghe. Chuyện gì vậy? Tôi đã mất pizza. Ở đây không ai kêu pizza. Vậy hả? Vậy thì tôi có mì cua đông đây. Ông Sadoro kêu tôi tới. Tại chú ni đã kì đi kule. Asatakanama o semeru. Shinikami tuyu na da. Gogo 2 ni kogeki kaisi shita. この部隊が先に攻めるか。7時45分にみんなに知らせる。7時半に空港の外に集合しろ。特に気をつけることは、最新の情報ではアンチテロが発見された。我々の敵であるルイ隊がシンガポールに乗り込んできた。こいつは一番のくせ者だ。すぐ殺してしまえ。こいつを見つけたら、これが悪いやつだ。え？ん？どうやどうやどうや。Đi lục soát. Cảnh sát đây, cảnh sát đây, bảo trong xuống. Đồ ngu. Nhớ chạy thoát rồi. Anh Thái à, thế nào? Có thu hoạch gì không? Chúng nó chuẩn bị súng ống nhiều như vậy, chắc chắn ngày mai quyết định giết chết ông Dalai Lama đó. Nhưng không ngờ ông Kamakura đầu sỏ xích quân cũng ở chỗ này. Nếu biết không cho nó chạy thoát đâu. Cái bọn mắt dịch này, lựa ngày quốc khánh là giết chết Dalai Lama. Thù lao lên đến 100 triệu Mỹ Kim, làm sao bọn khủng bố này không giết chứ. Nhân dịp quốc khánh cả nước đang rộng rịp, thật là thời cơ tốt đó. Mấy hôm nay vợ tôi sinh đẻ đó, tôi tưởng Tân Gia Ba rất là an ninh chứ, làm cảnh sát kiếm ăn được chứ. Ai ngờ lại xảy ra vụ như vậy thì là tức quá đi thôi. Phải rồi, anh muốn có thằng con trai mà. Đúng, đứa thứ 8 hả? Đúng rồi, bọn chó đẻ này thiệt hại, tôi không cho được yên lòng làm người cha nè. Mẹ kiếp nó thiệt là. Đừng dân tục nữa. Thái à,
Tôi quen anh mười mấy năm rồi, anh nhận xét người ta dân tục hơn. Bởi vì tôi là người lịch thiệp. Hình cảnh quốc tế có mướn người nấu cơm không hả? Nè. Ê, hey, thuốc này là thuốc giả đó. Chà, anh thạch đầu à, anh hoàn toàn khác hẳn hồi trước đó. Hồi trước anh giống như con cọp vậy, bây giờ trở thành người gia trưởng rồi. Hồi trước một ngày anh hút 4 gói thuốc, bây giờ học người ta cai thuốc nữa, anh làm gì vậy? Không vậy sao được. Bảy đứa con gái tôi liền dành viết một tấm giấy để ở đầu giường của tôi, nói rằng: "Ba ơi, hút thuốc nguy hại đến sức khỏe, ba quyết tâm cai thuốc đi." Anh bảo tôi làm sao? Thì làm một người cha tốt đi. Đúng rồi. Làm một người cha tốt rồi. À phải rồi, anh nói là tôi đeo kiếng hay không đeo kiếng, cái nào đẹp? Cũng là cái bộ mặt đó thôi. Không phải đâu, bạn gái tôi nói là nếu tôi không đeo kiếng thì giống Đàm Vĩnh Luân đó. Phải, giống lắm. Đàm Vĩnh Luân cận thị hơn 1000 đũa mà. Vậy nghĩ đi. Đúng. Mai là một ngày dài đằng đẵng. Happy birthday. Bữa nay em đi làm việc hay sao? Hôm nay em nghỉ phép, em muốn làm cho ngạc nhiên đó. Cái gì vậy, anh không được vui lòng sao? Nè, em có bánh tặng cho anh đó. Tặng bánh gì đó? Đón coi. Chocolate hả? Ai trên lầu vậy? Đâu có. Có phải những lúc em không có ở đây, anh giữ con gái nào về đó phải không? Đâu phải, anh đâu có dám vậy. Đem lên tỉnh xem coi. Hey. Bộ họ là ai vậy? Ồ, họ là đồng chí của anh. Anh là Samuro sứ quân Nhật Bộ. Anh không phải luật sư Hồng Kông sao? Em không tiết lộ ra đâu, anh nên tin em đi. Em là bà gái của anh mà, tại sao không tin em được chứ hả? Nè nè nè, tụi mình đi xuống dưới đi. Xin thắc gian toàn. Xin thắc gian toàn. Anh có sao vậy? Sao lại mửa vậy hả? Nè, anh có sao không hả? Mưa ói mặt xanh rồi nè. Đã nói không đi máy bay mà, người ta sợ cao đó. Anh đúng thiệt là vô dụng mà. Ngày thường thì cứ lấy le là cái gì cũng giỏi hết. Đi thang máy cũng nói là chóng mặt, đi xe treo lại nói là tim đập mạnh. Bây giờ đáp máy bay bít kính như vậy thì anh lại mửa. Tại khi các bánh ông qua đóng cửa sổ đó. Người ta sợ cao mà. Ta nói công ty tăng gia ba đi mà cao thì đâu có chuyện gì đâu. Phải rồi, em không có bị anh gạt nữa đâu. Vừa mới cập bờ là anh đã đi cờ bạc thua sạch hết rồi mới trở lại bến tàu. Em đi Macao 20 mấy lần, nhưng đại tâm ba là cái gì cũng chưa từng thấy nữa. Nói ra bị người ta cười thúi mặt. Để quyết định dẫn em đi ra qua Paris chơi một lần nha. Phải rồi, anh nói 2 năm rồi đó. Khách sạn Paris thì anh dẫn em đi mấy lần rồi mà. Rất may là không dẫn đàn em đi theo. Nếu nó thấy đại ca nó thằng bé kia nó chuỗi này mửa như vậy hả? À, thằng Bi to rồi, Bi to rồi. Anh Bi, anh đi Tân Gia Ba hả? Chị Bi. Ờ, ta đi Tân Gia Ba thâu tiền á. Tôi tưởng là anh đi du lịch với chị. Cả đám anh em của mình tổ chức đoàn pháo binh để đi hiến thân vì nước đó. Tụi bé không phải qua Thái sao? Bây giờ bên Thái có nhiều bên S lắm, cho nên rút lui đổi hướng lại rồi. Ê, anh Bi và chị Bi ở đây nè. Chào anh Bi, chị Bi đi. Chào anh Bi, chị Bi đi. Chào anh Bi, chị Bi. Chị Bi, ở ngoài giông tố lớn lắm anh Bi à, anh khó chịu hả? À, tôi đi toilet nha anh chị, bye bye. Anh giỏi lắm nha, bây giờ ai cũng biết anh là người trong giang hồ rồi. Chú em là vui phải không? Sao hỏi? Bởi vì anh cứ trách anh, đừng trách anh ngoài có được không hả? Đúng rồi, nếu anh không giữ ý thì đi kiếm cặp cô khác đi. Nói chơi không được sao? Không. Giận hả? Càng bản nghe chơi đi. Không ca. Bạn có lừa nó qua đó. Không nghe. Không nghe thôi đi. Chỉ thích nghe đàn đấy luôn thôi nè. Cầm dùm đi. Nghe.
Anh đi toilet nha, ta đã trở lại. Cứ thông thả. Sao lâu dữ vậy? Quá, tôi đau bụng, đi cầu tiêu lại phải sắp hàng. Anh Bi, anh đi toilet hả? Hey, các người làm ơn. Ê, không cần đâu, tôi qua bên kia được rồi. Làm ơn chứ bỏ giùm đi. Được rồi. Thưa ông, chỗ này cũng vô không được đâu. Tôi chỉ đi lát thôi mà. Ê, tôi đã nói vô không được mà. Nè, đường này còn tôi nha. Xin lỗi nha, chỗ này cũng không vô được đâu. Cho anh vô đi. Đấy, ông nói chuyện mới là người có điều đó nha. Ngồi xuống đi. Nè anh, có gì mà la lối. Xin lỗi, cô gái này năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Ông hỏi đi làm gì? Không phải, để ngày 27 tháng 6. Ông biết ngày sinh tháng đẻ của tôi, là còn muốn biết tôi bao nhiêu tuổi, ông muốn làm cái gì đây? Tôi cảm giác thấy chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Ha ha, ông lẩm cẩm rồi đó. Đẻ cùng ngày, cùng tháng, cùng năm mà sao ông lại già như vậy chứ hả? Tôi lớn hơn cổ một con giáp, nghĩa là tôi lớn hơn cổ 60 năm. Năm nay tôi đã 81 tuổi rồi. Tính theo cách tính của Trung Quốc, chúng ta có số mạng giống như nhau. À nè, ông nói bậy đó, đừng có tin ông nha. Tôi sẽ được may mắn hơn ông. Ồ phải, vận mạng giống nhau, phải lấy ông sao hả? Vận mạng chúng ta giống nhau, giống nà ná nhau. Hôm nay tôi có tai nạn, hy vọng là cô cẩn thận tất cả mọi việc. Mất rồi. Nè, qua đây đã, để anh chửi đã. Phát phát, cô vừa con khỉ, bộ tướng qua thượng rất khờ, để ta suy nghĩ đi. Khu 11 phát hiện có một nhân vật khả nghi, bây giờ tôi đi điều tra đi. Ông Liết, cà phê đây. Cảm ơn. Không có chi. Chà, mỗi ngày anh uống tới 10 tách không? Ngày nào ông Đa Ca chưa rời khỏi Tân Gia Ba, tôi ngủ không có được yên. Hả? Có quà đó hả? Bạn gái tặng đó. Ông Liết, cô bị một cái báo cáo. Nhân viên bảo an vừa bị người ta giết chết. Cái máy bộ đàm cũng mất luôn. Hả? Vậy nhưng công tác bảo an ngoài nói ra, bọn địch đã nghe hết rồi à? Tổ thứ nhất báo cáo, tổ thứ nhất báo cáo. Chúng máy bay SQ-52 đã đáp xuống rồi. Không được đâu, hay đừng cho ông Đa Ca nhập cảnh. Hey, không được đâu, dính dấp với vấn đề chính trị quá nhiều rồi. Tôi không đủ thời gian xin ý kiến cấp trên. Phiền nhất là mấy ngày này là ngày quốc khánh của chúng ta, cho nên không đủ nhân viên để điều khiển đó. Nhưng khi ông Đa Ca xuống máy bay, lỡ xảy chuyện gì tụi mình khống chế cũng không được. Theo điều tra của hình cảnh quốc tế, có 11 nhân vật chủ yếu của Xích Quân đã rời khỏi chỗ ở của chúng. Theo tôi phỏng đoán, chắc là tới Tân Gia Ba. Nên lần này không thể đoán được phải đối diện với bao nhiêu phần tử khủng bố. Thì tôi biết kẻ thù của ông Đa Ca chịu trong 100 triệu Mỹ Kim giao dịch cho Xích Quân, chỉ giết một mình ông Đa Ca nên bọn Xích Quân chơi hết mình đó. Ông Lý, Đa Ca Lama đã bị xuống máy bay. Quang ơi, 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 Quang. Wow, cái con gấu trắng đó à, đáng giá mấy trăm bạc đó. Đến một phần đem qua mà hay hơn mà. Ý sanh tệ quá vậy, cứ nói đến tiền hoài. Không có tiền đâu, tóc em làm sao đẹp được như vậy hả? Không có tiền làm sao mà đẹp như vậy? Không có tiền em mà thì chết thuốc hồi nãy nữa vậy. Anh rời cái gì vậy, anh muốn chết hả? Tránh ra. Hay cha, còn nói giờ lái nữa kìa. Sao lòng dạ hẹp hòi vậy? Phát phát dường con khỉ. Anh phục em rồi ha. Thưa ông Đa Ca Lama, tôi là người phụ trách an ninh cho cuộc hành trình của ông. Vì vấn đề an ninh ông không thể ra ngõ này, chúng tôi có xe ở bên cửa cho ông. Bên ngoài có rất là nhiều người chờ đương sự của tôi. Đa Ca, bây giờ ông có hai con đường. Thứ nhất là ông theo chúng tôi, thứ hai là ông lên phi cơ bay trở về. Được, tôi đi theo các ông.
chừng các cô tiếp đại viên. Làm cái gì mà lâu dữ vậy? Mau lên, mau lên đi. Nè, đi lấy càng nhiều lúc pháo chứ. Pháo, pháo. Kêu nó bỏ xuống xuống. Cô kêu anh bỏ xuống kìa. Mày kêu nó ăn cướp đi. Anh kêu cô ăn cướp hả? Anh mất rồi hả? Cô có sống được. Mày tránh ra. Đừng mà. Đừng mà. Buông mày gác tôi ra. Bỏ xuống xuống. Nếu không tôi giết cô. Nè nè nè, bỏ xuống đi. Cô đừng hả, vợ tôi đó nha. Hả? Tôi đừng có làm ồn mà. Bỏ xuống đi. Đứng im nha. Bỏ xuống tôi đi, tôi nghe không hả? Em lên. Lâm viện trưởng xin lập tức tới phòng cấp cứu. Lâm viện trưởng xin lập tức tới phòng cấp cứu. Mau lên, mau lên đi, cẩn thận nha. Cẩn thận tôi chừng á. Mau lên, mau lên, lại lên, lại lên. Lên lên đi, mau lên. Cẩn thận. Ở kia đi. Lên lên lên. Cẩn thận nha, tôi chừng á. Có chừng đủ. Lên nè. Mau lên, lại lên, lại lên. Lên nè, được chưa? Lên nè. Lên nè, được chưa? Lên nè, được chưa? Lên nè. Lên nè, có sao không hả? Lên nè, em đừng chết nha. Lên nè, đừng chết nha hả? Làm bộ tranh nha. Làm bộ tranh đây em. Lên nè, đừng chết nha hả? Đừng chết nha. Ai là người phụ trách đây? Ai là người phụ trách? Tôi đây. Tôi là viện trưởng. Đúng rồi, tôi là người phụ trách an ninh. Viện trưởng. Lập tức tiến hành tuần tự cứu cấp. Công việc an ninh của bệnh viện thế nào? Bệnh viện chúng tôi có người bảo vệ. Không đủ đâu, có khí giới không? Không có. Không hả? Điều đội quân đội đến bảo vệ Lama. Hành động tử thần chưa chấm dứt đâu. Tụi nó quyết định giết Lama đó. Đi. Oh my god. Máu của họ giống như nhau. Thưa viện trưởng, máu của hai bệnh nhân đó đều là loại P. Kho máu của mình không có thứ máu này đâu. Hả? Mình phải lập tức đi tra bản tin coi. Tôi muốn vô thăm bà gái của tôi. Này, bệnh viện này không cho hút thuốc đâu. Sao anh hút? Kỳ vậy? Thuốc giả mà. Anh muốn xỏ tôi hả? Cái gì? Anh bình tĩnh đi mà, tôi rất hiểu tâm trạng của anh. Bạn gái anh không sao đâu. Anh tiếp chuyện với tôi đó. Thôi mà, ok. Viện trưởng. Viện trưởng, tình trạng Dakar Lama thế nào? Tôi sao hả? Vì bị miệng đạn găm vào phần phổi phía trái, làm cho chảy máu nhiều. Phải lấy miệng đạn đó ra. Nhưng mà tôi nhận thấy làm như vậy rất dễ dàng làm đứt bệnh máu lớn. Nhất định phải có đủ số máu mới có thể giải phẫu cho ông được. Máu thì không thành vấn đề đâu. Nếu không thì như thế này, chúng tôi sẽ kêu binh lính tới đây để mà tự nguyện cho máu. Bây giờ có hai vấn đề. Thứ nhất là loại máu của ông Lama này. Anh làm ơn tránh ra giùm đi. Phi thường đó, thuộc về loại P. Nếu chúng ta không kiếm được loại máu này thì không cách gì truyền máu ông ta được. Kho máu của mình không có thứ máu này hay sao? Theo tôi được biết thì toàn nước Tân Giao Ba cho tới bây giờ không có quá 7 người đâu. Có thể điều tra được. Tôi đã kêu người liên lạc với bên kho máu rồi. Vấn đề thứ hai là loại máu của cô gái đó giống như loại máu của ông Lama vậy. Việc này có thể là bà gái tôi sao hả? Là sự ngẫu nhiên trong sự ngẫu nhiên. Viện trưởng à, viện trưởng. Bà gái tôi sao hả? Kho máu đã phát tới cho mình rồi. Tất cả có 5 người đều có điện thoại liên lạc được. Ok, lập tức kêu 5 người này tới bệnh viện đi. Yes sir. Tôi nghĩ tụi mình đi hay hơn đó. Mình chia ra 5 tổ đi. Hey, anh phải biết mà. Lần này thì tụi mình không có đủ người đâu. Việc điều động quân đội đến bệnh viện tôi đã hết sức lắm rồi.
anh có biết hôm nay là trước ngày quốc khánh hay không? Ok. Lâm viện trưởng, chúng tôi còn bao nhiêu thời giờ? Nếu ông Lama và cô gái đó trì hoãn giải phẫu, chịu đựng không nổi 8 tiếng đồng hồ đâu. 11 giờ tối nay. Đúng rồi. Liên lạc Hồng Thập từ Hồng Kông, Thái Lan, Mã Lai, coi có loại máu này không. Có bảo họ đem tới liền. Mau đi. Ừ. Nè, tôi chỉ biết tình hình mà gác của tôi mà thôi. Nghe tôi giải thích đi. Được, tôi nghe tôi giải thích. À, ông Lý à, trong năm người đó có một người qua Âu Châu chưa về đó. Có một người chết rồi, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Là 3 người nào? Một người tên là Trần Mộc Quê, anh ta mở một tiệm thời trang ở đại lộ Oxa. Người thứ hai là người Mã Lai tên Anh Đềm, ảnh làm việc trong nhà hàng Ấn Độ. Một người nữa tên là Ba Mập, nhà ở Ngưu Sa Thủy. Được, anh dẫn ba anh em đi kiếm anh Tru và Ba Mập đi. Yes sir. Còn anh và Tô Sĩ đi kiếm Trần Mộc Quê. Cô nói cái gì vậy? Máu của bạn gái tôi giống như anh nhà Hòa Thượng đó hả? Vậy cứ ai trước đây? Tôi gọi đi cao cát người nha. Ê, đừng có nóng nảy mà. Thành ra đi, tôi nói cho ông biết. Ông làm gì anh có bằng rồi nha. Ông mà cứ ông Hòa Thượng, cứ bạn gái tôi nha, thì tôi giết chết ông Hòa Thượng đó luôn. Có biết không? Thằng cha này phiền phức quá, tạm thời giam nó lại đi. Yes sir. Nè, làm vậy không tốt đâu. Dù sao nó... Cái gì? Cái gì à? Nó cũng là một nạn nhân đó. 24 tiếng đồng hồ nữa thả nó ra, như vậy sẽ có lợi cho mọi người đó. Nếu như máu chỉ cứu được một người thì tính sao đây? Lúc đó sẽ tính. Trở về làm việc đi. Nè, thằng Malay đó không cần tội nghiệp nữa đâu. Sao bữa nay anh nóng nảy vậy? Bây giờ anh sắp đẻ hả? Ừ. Còn thời giờ đi thăm chị. Nè, bắt tôi đâu vậy? Về sợ cái xác chứ đâu? Về sợ cái xác hả? Tôi có tội gì là về cái xác? Đi đi, tôi cứ cái anh nha. Tôi sẽ bình tĩnh lại. Tôi thăm mà gái tôi đi. Không ai giỡn với mày đâu, lên xe đi. Đứng đi. Đứng đi nha. Đừng xuống đây. Đừng xuống đây. Đừng chuyện đó đi. Quay đầu lại. Nào đồng xe đi. Đưa bản tài liệu đi. Nhanh lên. Anh không đưa tôi hả? Tôi biết được đi đâu. Anh biết bây giờ đã phạm luật Tân Gia Ba mấy điều khoản không? Anh đã hiếp tôi luôn sao? Một khốn nạn. Đã 3 giờ rồi. Kiếm ai trước đây? Đi từ từ nha. Vậy anh phải nhớ là tối nay 8 giờ nhà hàng tầng dưới khách sạn Westin đó, không có được tới trễ đâu đó ha. Bye bye. Yeah. Tránh ra. Làm ơn tránh ra đi. Đi đâu gấp vậy? Vào nhà thương thì có, xuất viện làm gì có chuyện vậy? Bye bye. Lê 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 lê. Sherry. Cậu, tối nay mấy giờ tan sở? Giao 7 giờ. Bãi bỏ tất cả đi. 24 tiếng đồng hồ ở đây. Nhớ nè, về phòng đặc biệt trị liệu kinh Trần Lama và báo cáo bệnh tình cho tôi biết. Anh này cậu à, tối nay tôi có hẹn với người ta. Là trai hay gái? Là trai đó. Vậy không có sao. Không phải đâu, là gái. Vậy thì mày càng phải trực nữa, đừng đi chơi bời gà gẫm tình cảm của người ta. Chết rồi, bắt tôi canh chừng ông Hòa Thượng khỏi phải cá ngựa rồi. Tình hình của cô phòng số 2 không có sao đâu. Có vui không hả? Mami con muốn được đứa em trai. Ồ biết rồi. Thì à, làm đúng chú Thái rồi đó phải không? Đưa lại đây, lại đây. Nói như vậy mà đừng có chửi nó nữa. Con có sao vậy? Không sao chứ? Ờ, không sao đâu, cứ để tụi nó chơi đi. Ba tụi nó đó mua thứ này cho tụi nó chơi không biết cái gì hết á. Không có chơi chơi nữa. Thấy em mà sao dữ quá vậy? Được rồi, anh đi làm việc đi, mặc kệ em để con có nhiều kinh nghiệm rồi. Anh biết làm sao rồi. Lần này quan trọng nhất á là em đẻ một đứa con trai cho anh biết chưa? Khám lần này biết trai hay gái vậy? Anh nói nếu biết trước thì không có hay đâu, để chờ khi đẻ ra anh mới thấy thú vị đó. Còn nói nữa, đến khi em sinh ra thấy nó là con trai con gái mới hứng chứ hả? Anh kỳ cục quá. Thật vậy mà. Chắc là con trai hay sao? Anh mong như vậy thôi. Nè các con à, phải nghe lời má nha hả? Nè anh Thạch Đầu, đủ rồi chưa? Mình phải về đi. Vậy đi làm việc đi. Con heo buồn ngủ hả? Má bầu con nha hả? Bye bye. Bye bye, bye đi con. Nhớ ngoan nha. Bye bye. Bye bye. Dạ chào. Ai mà thắc mắc á, bà bắt về sợ con sáng nhà biết chưa? Bye bye. Nè Thạch Đầu.
Sao bữa nay tôi thấy tướng anh có chỗ nào khác đó? Có gì khác? Đẹp trai hả? Đằng kia em có chỗ đồ xe mình cút bộ đi hả? Ừ. Nè, chắc là ở bên kia. Ờ, đi. Nè, La Bamba không phải ở bên đó đâu. Không biết rồi. Nè, mặc áo ra đi. Nè, mặc áo ra đi. Bộ mất dịch này à? Tại sao biết mình đến đây? Tần Nhất là biết Trần Mộc Quê có ở đây không? Em à! Tại sao anh vừa đi toilet về trở thành như vậy chứ? Em à! Ông anh à, xin hỏi Trần Mộc Quê ở đâu vậy? Dạ, tôi là Trần Mộc Quê. Cái gì? Anh là Trần Mộc Quê? Dạ phải, tôi lấy thẻ căn cước cho ông coi. Thạch đâu? Anh Thái, anh cái gì chứ? Nhìn kỹ đi. Sao anh biết vậy? Tài liệu có nói rõ Trần Mộc Quê cao 1m50 chưa kết hôn. Thằng này ít nhất 1m8. Anh thuộc là như vậy, hay chỉ cần thị 1000 đô đó. Mau thông báo đội thứ hai đi, nếu không sẽ không kịp đó. Anh nhờ tôi cứu mạng anh mà, tại sao vậy hả? Không rồi, chết rồi. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Cảnh sát đây. Cảnh sát à, đúng là thằng nhà kia kìa. Sao lại đây hả? Tại sao tôi không thể ở đây? Cái tiệm của tôi bị nổ tung kìa. Vậy chứ anh là ai? Tôi là... Anh là Trần Mộc Quê đó. Nếu tôi không dẫn anh xuống cà phê à? Đâu còn mạng đứng đây nữa, thiệt là. Giờ gì mà gì đi. Quả bên này. Đứng yên. Tôi cho anh biết nha. Nếu anh là đàn ông lên trường thách Trung Quốc thì mày để xuống đi. Đánh cho đôi cho tôi. Được. Được. Để tao cất xuống cái lũ với mày. Anh thiệt là ngu đó. Anh được lựa từ đàn ông truyền thống anh Trung Quốc ra đó. Thái. À, ông Trần à, xin lỗi ông chờ tôi một chút. Ai quan công chờ biết ông cũng chạy à? Nằm xuống. À, cứ tự dễ. Nằm xuống đi. Bỏ xuống đi. Cứ tự dễ. Bỏ xuống đi. Bỏ xuống. Mi. Cứ tự dễ đi. Mi. Đừng mà. Bỏ bà bắn chết. Tôi ra đi. Cô tự ra. Bắn người ta. Buông tôi ra đi mà. Thái à, cẩn thận nha. Nó sắp ra ngoài rồi. Tôi muốn nó ra ngoài. Nè. Tránh ra. Anh giỏi thiệt. Sao anh đó được cái kính của nó bị mờ vậy? Bên ngoài 30 mấy độ, trong này máy lạnh mát như vậy, khi ra ngoài thì sẽ bị mờ rồi. Chuyện này người đeo kiến thì mới biết được. Nè, bây giờ chúng ta sao? Liên lạc với đội thứ hai. Đi đi. Anh Thái à, ở nhà hàng không ai nghe điện thoại, chắc xảy ra chuyện gì. Gọi thằng Ba Mập đi. Alo, kiếm thằng Ba hả? Ai cũng biết nó tối ngày kiếm ăn ở Sentosa mà. À.
Các người muốn gì đây? Thằng Ba Mập ở đâu rồi? Thằng Ba Mập hả? Tôi đâu có biết. Không biết hả? Không biết hả? Không biết nè, không biết. Gặp thằng khốn nạn rồi, tôi đánh nó mới được mà. Đứng im, đứng im, đứng im. Ê, đừng làm mẫu nha. Đứng im nha. Đứng im. Anh có biết anh đang làm gì không? Tôi dĩ nhiên là biết tôi làm gì rồi. Anh phải cứu lại bạn gái của tôi. Anh dẫn tôi đi kiếm Ba Mập đi. Anh có nghĩ đến hậu quả không? Đừng nói lại chạy nữa. Tôi đã học lắm, tôi là kẻ giang hồ mà. Tôi chỉ biết là cứu lại bạn gái của tôi. Tôi không thể mất cổ. Tôi cảm thấy anh là người rất biết điều, cho nên tôi muốn thương lượng với anh thôi. Dù cho anh kiếm được Ba Mập, chuyện cứu ai trước phải do bệnh viện. Khi Ba Mập ở trong tay của tôi, nếu mà không chịu cứu bạn gái của tôi thì cũng lắm tiếp tục mà thôi. Đi. Bây giờ chúng tôi đang đối phó với Sích Quân, anh đi với tôi rất là nguy hiểm. Tôi đi thì không có nguy hiểm. Tôi không đi thì bà gái tôi nguy hiểm. Anh không theo tôi càng nguy hiểm hơn. Lên xe đi. Nói tôi biết Ba Mập ở đâu? Santosa. Mua đồ kỷ niệm đi, mua đồ kỷ niệm đi. Đồng hồ Rolex quốc khánh bán rẻ này, đầy đủ các loại hết. Silver quốc khánh bán rẻ này. Mua vô, mua vô, mua vô. Lễ quốc khánh bán rẻ nè. Nè 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 nè, mua 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 đi, mua đồ kỷ niệm đi. Nè nè nè, mua mua vô đi. Nè nè nè, mua mua vô. Ê, đừng nháy mắt nha, đừng nháy mắt nha. Ê, mua vô, mua vô, mua vô. Nè 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 nè, coi này nha, đừng nháy mắt nha. Đồng hồ của Châu Nhận Phát, tóc giả của Trung Sở Hồng nè. Hey, thấy ghê gớm lắm, cái này còn ghê gớm nữa. Quần lót của Trương Quốc Vinh nè. Còn phải, phải, khăn bình miệng, khăn bình miệng. Cái này, cái này, cái này. Mua vô, mua vô, mua vô, mua vô. Đồng Mập, mua vô. Cái mạng có bán không? Bữa nay bán tới đây. Nè, tao có nạn, đứng lại, mày chết. Đứng lại, mày chết. Không phải đâu đại ca, số nợ này mai mốt có trả đại ca mà. Mà mai cái đầu anh không ai dám không trả tao đâu. Dạ không phải đâu, ngày mai Châu Dựng Phá tới đây mà, kêu ông trả cho. Cái thằng khốn nạn mày muốn gạt tao nữa hả? Lần trước Trung Tư Hồng tới đây mà nói là bạn của mày, làm tao đặt hết mấy bàn tiền trời cả đêm. Không giống, không giống đâu. Bởi vợ Châu Nhân Phát là người tân gia ba mà. Tới đây sẽ được quan nghênh là có phải không? Nhất định không thành vấn đề đâu. Lần sau luôn cho Linh tới đi xin với anh. Cắt cái lỗ tai nó. Đừng nhá, tôi trả tiền đây nè. Bao nhiêu tiền hả? Lấy đi. Có phải không? Chỉ mấy trăm thôi à? Không, không muốn gì nữa hả? Tao cho mày lựa chọn, bữa nay phải cắt cái gì trên mình mày, nói đi. Được, cắt móng tay nha. Mày có mượn ngón tay phải không? Phải. Chặt cụ hết đi. Đừng nghe, để tôi nghĩ có gì cắt không. Cắt cái đầu mày. Mày đứng lại, đứng lại nha. Thằng Ba Mập đó ở chỗ nào vậy? Chắc là ở bờ biển. Chính tôi cũng muốn kiếm nó. Nè, phải nghe tôi chỉ huy nha, đừng làm bậy làm bạ ha. Không thì bắn chết ra liền đó. Mau kiếm cho được Ba Mập hay hơn, nếu bọn khủng bố kiếm được nó thì nguy. Tôi không biết sao con mẹ nó. Ê, anh gì vậy? Có được không? Tôi không có tin anh không từng nói tục đó. Tôi là người có học thức, tôi không từng chửi thề đâu. Thôi đi. Nè, ở bên kia, kia kìa. Đi. Tôi không phải là dâm tặc đâu, tôi bị vô con theo dõi thôi, cô không lợi dụng cô đâu, cô đừng la nha. Nếu cô không la tôi buông ra. Ok. Mặc quần áo vô đi. Anh Ba. Hả? Anh còn nhận ra em không? Em là Chi đây nè. Em Chi. Lâu quá không gặp. Chuyện này dài dòng lắm. Bây giờ mở chỗ nào vậy? Ở đường Kim Giang. Anh cũng ở đường Kim Giang. Số 6 là lầu 2 là tầng 2. Ngẫu nhiên quá. Em khỏe chứ? Khỏe. Má tên Mạnh Giỏi chứ? Được, Mạnh Giỏi. Có rảnh là thăm bà đi. Anh bị người ta theo đuổi hả? Bọn con đồ đó. Em coi coi họ còn ở đó không vậy hả? Singapore có nhiều người nói tiếng Anh quá ha. Hi, miss. Hi. Hồi cười đi. Do you know a fat boy called Fatty? Fatty. Oh, sorry. Nè, I don't know. Anh hỏi của bạn tiếng Anh sao để dùng cái pháp đó lời vậy? Tôi đã biểu anh đi học tiếng Anh rồi mà.
chờ năm sau đi. À, xin lỗi nha. À, không có gì. Là sao rồi? Bên ngoài có hai người đang kiếm anh đó. Hả? Lâu này chết chắc rồi. Giúp anh đi nha. Giúp thế nào? Đi mặc quần áo mau lên đi. Đi đi. Hi, hi. Do you know Bap Bap? Không biết. Không biết hả? Không biết. Không biết tiếng Anh hả? Ê ông à, mấy ông muốn kiếm anh Ba Mập hả? Ừ, phải. Tôi biết anh ở đâu rồi. Mấy ông đi theo tôi nha. Ờ, đi. Không biết họ là ai vậy? Mà kệ nó, mình cứ chạy đi. À, ông quên lấy đồ nữa thiệt. Nè, ông chạy đâu nữa. Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Đừng nè. Nói đi. Có người ta cứu tôi. Có người ta cứu tôi. Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu. Cứu. Người ta. Cứu tôi. Nè, cảnh sát đây, nè, cảnh sát đây. Ê, không có gì đâu, tụi tôi dẫn cho tôi. Không có sao hả? Nó là dù con đó, cho dây lãi cao, mở động mở sòng bạc, đốt nhà, cưỡng ép trẻ em, thì xô mấy người già xuống biển, cưỡng ép bà già. Điều nó làm, bệnh xe đa cũng nó làm, thằng này cũng vậy luôn mà. Được rồi, nghe mà nói cái gì? Wow. Mập hả? Hả? Tôi có chuyện muốn anh hợp tác. Ê, không làm kẻ phản bội đâu. Ê, tôi lấy tình của anh, thì lấy máu của anh thôi, có được không? Nè bà Mập, có vị lãnh tụ Phật giáo đang bị thương, ông cần thứ máu rất đặc biệt, tụi tôi điều tra rồi, chỉ có máu của anh mới sang cho ông được. Wow. Máu tôi đáng giá vậy hả? Ơ chết rồi, ngày hôm qua tôi kết nghĩa với người ta, cắt máu máu ra mấy chén, máu chảy đầy hết trong giờ tiền thôi rồi. Đừng dài dòng nữa, đi đi. Wow, cảnh sát lúc đó sao? Biểu chạy thì chạy, biểu đi thì đi hả? Ơ không được đâu, hòa thượng đang chờ máu của tôi đó. Ơ bây giờ nói tiền trước đi nha, có tiền này có máu, không có tiền này không có máu, có tiền thì máu chảy, không tiền được không? Ba người cùng loại máu như vậy, nhưng hai người đã bị bọn khủng bố giết chết rồi. Nếu anh bị tụi nó bắt được chắc cũng chết thôi. Bọn khủng bố hả? Sao quen thuộc vậy? Quay phim hả? Về tìm cách khác đi. Bây giờ có đi hay không? Anh bạn à, có gì thương lượng mà. Tôi nói cho anh biết nha, anh là cảnh sát, tôi là anh chị của Hồng Kông. Thằng bé kim chủ là tôi đây. Nếu bạn gái tôi có chuyện gì á? Hả? Hòa thượng là bạn gái của anh? Nếu trong thằng nghĩa thì đi ngay đi. Nếu không bạn gái của tôi có chuyện gì á, tôi bấm bể đụng anh đó nha. Chuyện gì từ từ thương lượng đại ca. Người mình là người trong giang hồ với nhau mà. Chị gặp nạn giống như tôi gặp nạn vậy, chỉ xuống bên kia. Chị xuống bên kia nha. Chờ tôi chút xíu rồi tôi trở lại liền nha. Anh Trâu à, xin lỗi nha, tôi phải đi theo mấy ảnh rồi. Số nợ của anh tôi sẽ đánh tao à. Đừng đi, đi. Cái gì? Đừng làm ổng nha. Nếu nó bắt sợi tóc hả? Bắt đi rồi tụi đây á. Ây cha, làm rụng mấy sợi tóc rồi. Bắn nó. Đâu có đâu, tôi đâu có bắn đâu. Tôi dám chờ sắp hết thiệt. Chạy con. Hây da, đừng lại nữa mà. Đừng lại nữa mà, đừng lại. Chạy mau đi. Đưa súng cho tôi. Ờ, chạy đi. Đưa cho tôi. Ờ, nè. Chạy đi. Chạy lẹ lên đi. Ây chà. Ây chà, nhảy hủy thiệt rồi. Ba ba ba, đâu vậy? Ba, có sao vậy? Lại đi, bắt cái đi, đừng qua, không có sao chứ? Tại sao tao mạnh như vậy? Còn có súng mà đánh em được sao? Anh có súng không nên đánh tôi vậy mà anh dẫn tôi đi phải không? Tôi dẫn theo tôi đi. Ê, dẫn Ba Mập đi đâu vậy? Lái sao đây? Lái bằng hai bàn tay. Tôi biết vậy. Nè, có đường khác đi với tàu hay không vậy? Không có đâu, đi thẳng lên trạm xe treo đi. Tụi nó lên xe trạm rồi. Tiến hành kế hoạch thứ hai đi. Hay. Nè, chạy đâu? Mày chạy máu đi. Được không? Không được đâu. Tôi không ra ban nha. Tôi kiếm được khác chạy ha. Không được đâu. Nói tôi biết đi, không chạy là tôi có được không vậy? Đừng nói gì, chạy máu đi. Tôi không chạy là có được không vậy hả? Wow. Cao vậy à? Chết, chết mẹ rồi. Làm gì vậy? Không được. Không được hả? Không được, chết á. Tôi sợ cao lắm. Ê, lên mau, lẹ lên. Đóng cửa này đi,
Dương đâu có chuyện gì? Đi thăm bệnh nhân. Anh bạn trẻ, không được vui à hả? Nằm hít hơi đi, qua chừng sức khỏe, nói nhiều làm cái gì? Tụi mình ở chung một phòng là có duyên phận rồi. Tôi muốn làm cho anh khuây khỏa thôi. Không ngờ màu da ngông 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 lại nói tiếng mình lưu loát chứ. Tôi là tạc sĩ về ngành ngôn ngữ phương Đông. Tôi biết 11 thứ tiếng ở Trung Quốc. Vậy thủ này A Bối là phương ngôn gì đó? Phát âm giống tiếng Triều Châu, nhưng mà tôi không hiểu nghĩa là gì. Tức là chúng người ta sức khỏe mạnh giỏi, khi nào gặp được người Triều Châu nói vậy là được rồi đó. Thế nào, quyết áp còn làm ma như thường chứ? Không thành vấn đề. Anh này, trả lại cuốn sách này cho ông đi. Thưa ông Đa Ca, chúng tôi đã tìm được một người rất thích hợp để sàng máu cho ông. Và máu bên Mã Lai cũng chở sang đây rồi, đang ở trên đường tới sân bay đó. Cảm ơn ông. Tuy rằng tôi là tín đồ của đạo Thiên Chúa, nhưng tôi rất khâm phục cái người mà có tính phấn đấu như ông. Thank you. Ông quê quán ở đâu vậy hả? Triều Châu. Nghe nói chỗ đó tốt lắm hả? Lâu lắm tôi không có về thăm quê nhà. Tôi hy vọng cô gái này cũng được sự đãi ngộ giống như tôi vậy. Yên tâm đi, tôi đã kiếm được một bác sĩ chuyên giải phẫu vết thương này ở một bệnh viện khác. Nè, khi mà có máu sẽ lập tức giải phẫu cho ông đó. Hey, where do you want to go? Cố gắng mà được cái sao chứ hả? Ok. Đánh nữa đi. Thằng khốn nạn, mày dám đánh tao nữa hả? Tao không quên đâu. Không quên thì đem vô khám đi. Dẫn nó đi. Yes sir. Mà kệ nó đi mà, nó nóng nảy vì bạn gái của nó đó. Ba mập. Đã biết sự nguy hiểm rồi chứ? Biết, nhưng mà anh cũng biết tôi đang cần tiền đó mà. Tiền thì tôi sẽ cho anh, nhưng số tiền do tụi tôi định. Không sao đâu, tôi cũng thích làm việc chính phủ mà. Hơn nữa có anh bảo vệ tôi. Vậy tôi nói giá nhà hả? 1 triệu Mỹ Kim được không? Cái gì? Người Tân Gia Ba, vậy tính tiền Tân Gia Ba đi. Nói theo anh bị Nhật Bổn bắt được cho tiền gian đi. Đi mau, đi. Tiền gian 10 ngàn, gian 1 nha. Thế nào? Anh có lợi thế nha. Máu từ Hồng Kông và Mã Lai trở đến đây bị sức quân làm nữa hết rồi. Bây giờ chỉ còn làm một hạt giống này thôi. 10.000 yen một cc nha. Lên xe đi.
Nè, mày dặn tao theo dưới. Chùa có gì? Mau lên xe đi! Lên xe đi! Nguy rồi, tụi nó còn ở trong xe đó. Ở trong xe phải rồi, nhưng mà ở trong xe tụi mình đó mà. À, tụi nó lên xe trước rồi, anh chậm nhất nữa nha. Thằng khốn nạn, im đi, nếu không không có tiền xe đưa mày đâu. Mày đi mày riêng hả? Ờ, cô Trương, im họng đi. Em họng đi. Wow, lửa cháy bừng bừng, súng nổ như vậy mình thoát được ha. Lần này mới về cúng chùa đó nha. Ê, đằng sau có xe luôn kìa. Nhanh lên chứ lên. Kiếm đừng chạy đi. Bắn đi mà, chạy cái gì mà chạy. Đi. Nhanh lên. Thế là tệ. Ờ, phải rồi, đồ tồi tệ mà. Ê, xe hàng kìa. Lên xuống. Mau đi. Thôi, bắt đầu. Cái này. Mày chạy đâu chứ? Ê, anh cảnh sát à? Tụi nó là cảnh sát mà, lần nào cũng đông hơn mình. Mày khờ thiệt, tất nhiên là mình cảnh sát rồi. Tại sao mình tới đây cũng có tụi nó vậy? Các anh có đăng quảng cáo không? Tôi tình nghi chúng mình có nội gian. Không thể nào. Chuyện này từ khi em Lý ra, không ai biết trước đâu. À, hàng chị Lý bạn cũng biết nữa. Ông Lý bây giờ ở đâu? Ở tổng bộ chỉ huy. Bắt đầu từ sân bay, mỗi hành động của mình, mỗi bố cục của mình đều báo cáo tổng bộ phải không? Phải. Vậy máu lấy từ Hồng Kông và Mã Lai, chỉ có tổng bộ mới biết sự sắp đặt này. Nè, anh tình nghi ông Lý à? Dù sao không biết, bắt đầu từ bây giờ đừng liên lạc với tổng bộ, tìm con đường khác về bệnh viện. Mà nói vậy đúng rồi. Tại sao đánh tôi hoài vậy hả? Bộ đội 11 báo cáo đi. Bộ đội 11 báo cáo đi. Tình hình của bộ đội 11. Có nghe không? Có nghe không? Bộ đội 11 hả? Bộ đội 11 toàn đội đã bị chết hết rồi. Có nghe rõ chưa?
là Sakura hay Kiba đó. Nói cho tụi bé biết, người quyên máu còn ở trong tay chúng tao. Lôi Thái đó hả? Anh chạy không thoát đâu. Bữa nay Daka nhất định phải chết. Tôi đã bói quẻ cho Daka rồi, ổng không có chết đâu, chỉ có tai nạn chút đỉnh thôi. Nè Lôi Thái à, anh là một con người lạc quan. Tôi dẫm lần sau gặp lại anh á, anh không phải là một cái xác. Tụi anh nói tục giỏi nhất mà. Ê, đưa đây, đưa đây. Mẹ mày bạc ra. Vắc vô. Kali vắc vô. Được rồi. Nè nè, Kali ti kế. Cái gì Kali ti tê? Tiếng Bồ Đào Nha mà, có nghĩa là bộ tướng của anh á. Tướng của tôi? Bộ tướng mắc dệt. Mày, đứng im nha. Câu này tôi nói nè, không phải nó nói đâu. Các anh không ngờ trên mình thằng này có cái súng ha. Bà mập, lấy súng đi, chồng các anh lại đi. Nè đừng làm chuyện ngông cuồng như vậy. Không liên quan tới anh. Ta nói không lựa chọn được mà. Chồng hỏi lại. Tôi không muốn vậy đâu. Đâu mắc mối gì tôi đâu. Đừng trách tôi nha hả. Nè. Gì? Đưa đi. Nè mày coi chừng nha. Anh coi chừng bá thằng đó đi. Mượn thẻ của anh xài nữa ha. Anh sẽ hối hận đó. Không hối hận đâu. Tôi sẽ bắt được anh. À, buông tay ra nha. Không mắc mối gì tôi đâu hả? Không cho vào. Báo cảnh sát đi. Tụi tôi là cảnh sát bị cộng nè. Làm ơn các người đi, đừng có đi, đi báo cảnh sát đi mà, máu đi mà. Đi đâu vậy anh hai hả? Mày biết đi đường nào tới bệnh viện không? Bệnh viện? Không biết đâu. Vậy thì khổ rồi, vậy đi kiếm đi. Chờ chút. Người ta bắt nghĩa mà, đi chút nữa té cước đó. Người lừa nhiều con đái, cả ngày không đĩa, bây giờ lại rồi đi hả? Không phải, tôi đau bụng, tôi chột bụng mà. Chờ chút đi. Kiếm cái gì? Kiếm cái gì nhét cho mày? Không được đâu, sắp lòi ra rồi. Đừng vô lòi. なんだ。あの病院には軍隊がいるだし、我々人も足りない。あのデブを殺してしまえば、宝子は死んでも同じだ。はい。ジェネクでデブやれ。他の奴らはこの際はどうでもいいです。ダメだ。ルダ殺すんだ、あいつは黙りをしてくる。何年も経ちしまう。 このバカしのけでもあいつ行けてる限り邪魔になってしまう。はい。 Ê, anh rất thương mặn gái của anh hả? Mặn cái gì vậy mày? Tôi thấy anh rất là mạo hiểm. Anh chọi với tụi cảnh sát, còn chọi với tụi cướp nữa. Cổ gì theo tao tức là vợ của tao. Cổ gì gì tức là tao phải đảm đường chứ. Nếu không có vậy đâu phải là đàn ông. Ê, anh nghe tôi nói nha, đợi giờ không ai suy tình vậy đâu. Chạy vô trong. Vô trong vô làm dữ vậy hả? Quay. Anh B à, hôm nay anh đi cầu chưa vậy hả? Giờ giải quyết cho mau đi, đừng nói nhiều nữa. Ở trong có gì ăn đi nha, im họng lại như mày. Làm sao có được không hả? Hey, mày nín miệng lại đi. Mày nín. Anh nói chuyện cũng không cho tôi nói, anh thiệt là kỳ cục quá. Nếu anh thiệt là lã lụng ấy, anh có thể vô trong mà. Chạy vô trong. Vô thì vô. Mau chạy ra nha. Làm gì vậy? Mày lấy một lốt quần ngoài đưa đây cho tao. Hả? Hả? Đưa cho tao. Ê, hey, quần đó. Cho em cái đó nha. Cảm ơn nha. Ây à. Mau đi nha. Tao rất là mau đó. Mày phải nói cái gì vậy đi? Cho tao biết mày còn ở đó. Nè, mày nói cái gì đi, để tao biết mày còn đó mà. Hey. Thả mất dịch này. Đồ mất dịch, không có quần cũng chạy được. Quá trời. Nhiều người quá vậy. Bắt
đừng chạy nha. Ba ba, làm bơi ra đi, làm bơi. Ba ba ba, đừng chạy nha. Mày đừng chạy nha. Đứng lại. Nè đừng kéo nha. Tôi không mặc quần đâu. À xin lỗi. Nè ba thân. Đừng chạy nha. Taxi. Cho xe chạy mau lên. Ngược xe. Mà đuổi theo là chị Trang trước đi. Tạm tâm con Tâm đó hả? Anh hai à, tôi đâu có biết nó đi đâu đâu. Sao cũng vậy, gọi này biết nó đi đâu rồi mà. Biết không hả, gọi đi. Các anh kiếm kỹ rồi chưa? Chưa tới thiệt à? Ờ được, được, đừng nói nữa. Tụi nó không tới bệnh viện. Không tới đó à? Ờ. Vậy chuyện này chỉ có 3 khả năng. Thứ nhất, anh B khống chế được cục diện, dẫn thằng Ba Mập về bệnh viện. Thứ hai, tụi Sích Quân bắt được hai đứa, giết chết chúng nó rồi. Thứ ba, thằng Ba Mập khống chế được cục diện, nó sẽ làm thế nào đây? Nè, nếu mà nó chạy thoát được hay là đã giết thằng B thì sẽ về nhà lấy đồ chạy trốn. Vậy khả năng thứ nhất không tồn tại. Nhưng nếu khả năng thứ hai xảy ra thì tụi mình cũng không làm gì được. Được, mạo hiểm một lần. Coi như thằng Mập chạy thoát rồi, mình đi ngu sao thủy kim nó. Nè, đồng hồ Trung Quốc Vinh nè, đeo đi có thích không? Cảm ơn. Cảm ơn. Đừng có sáo nha, bye bye. Chị nó quyên máu, mẹ nó quyên máu, kêu tôi quyên máu. Quyên cái đầu của mày nè. 1, 2, 3, 4 nhảy. 1, 2, 3, 4 nhảy, nhảy. 8, 9, 10 nhảy, nhảy. Ê, cậu thằng dạy em giữ sữa muốn tôi té chết nữa. Rồi đi. Tôi về rồi nè. Anh Ba, xảy ra chuyện gì vậy? Dám lại tới đây vậy? Không, hồi nãy em lo cho anh không biết có xảy ra chuyện gì cho nên anh tới đây. Đừng nói nữa, con người muốn giết kìa. Chạy nhanh lên. Bây giờ chạy đâu? Chạy đi. Chạy đâu? Đóng cửa lại đi. Anh Ba, tụi mình tính sao đây? Chạy đi. Làm sao đây? Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Không được đâu, cao quá. Cầu nguyện nữa đi. Không có sao đâu, chạy mau. Theo tài liệu cho biết, nó trên tầng 3. Đi lên.
thì ta, cứu tôi. Cứu tôi. Cô à, đừng cứu thiết tôi nha. Tại sao tôi kết hôn rồi? Cô à, chúng tôi là cảnh sát, không làm thương hại cô đâu. Thiệt hả? Xin hỏi cô là gì của ba Mập? Là gì ông thiệt của ảnh? Tôi vừa lên tới đây thì thấy bác gái. Bây giờ cô yên tâm, ba Mập không trở về đây sao? Tôi không biết, đã xảy ra vụ gì tôi cũng không biết đâu. Cô gọi điện thoại báo cảnh sát đi, chúng tôi còn nhiệm vụ. Ê đừng mà, đừng có bỏ tôi ở đây, cái dân tôi bị người ta bắn trúng rồi. Thái à, mau đuổi theo đi, không còn thời gian nữa. Thật đâu, lúc nào ba Mập cũng có thể trở về. Ừ, anh xuống xem tình hình ở dưới lầu đi, kêu thêm người tới. Tôi ở đây chờ một lát, bỏ lại vết thương cho cô. Ờ. Vú của cậu lớn thiệt á. Ê, anh thấy con nhỏ của tôi thôi. Thôi thì của mày thì thế nào? Lớn hơn đó. Ê, chờ kiểu gì đây anh Mập? Ê, xin lỗi nha, xin lỗi nha. Ê, còn gì hấp tấp vậy? Chắc là ngủ với được cô ta rồi chứ gì. Ê, xăm dọn ở chỗ này vậy? Chỗ này phức tạp lắm đó. Chủ cũ đang tháo nhà chưa kiếm được chỗ khác. Vô nhà đi. Ê, có người kìa. Ông là chồng của em. Em còn đang học mà. Thầy dạy thêm cho em hả? Mami, cái trán của em nóng lắm. Ừ. Thế nào? Xin lỗi nha. Nè, chỗ này hả? Phải mà. Thiệt hả? Thiệt đó. Ôi, ở lầu kia. Ở lầu đó. Ở trên đó. Ở trên đó. Ở trên đó. Ở cảnh sát. Ở trên đó. 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 Police đây. Police. Police. Cảnh sát đây. Thôi. Hồi này rất là giống anh đó. Sorry. Nè, thằng nhỏ này. Ôi trời đất ơi, nhúng giết tao bắn mày chết đó. Chạy đi, chạy đi. Đúng kìa. Ừ, anh không cao quá. Nhúng giết đơn sao có nằm với dạo đi à. Đại ca, có gì các em làm được rồi. Ráng chịu đựng đi. Anh tưởng tôi dám đánh anh hả? Tự sát cho tôi. Đi vô, tôi đang quạt. Mày nói chung nha. Chết mày nè. Nè, tụi phải chuẩn bị ngồi tù đi. Mày nói gì vậy? Bộ điên rồi sao? Này đại ca. Sao ở đây vậy? Hồi nãy đi với anh em tới khách sạn Bách Hoa đó, mùi vui đẹp lắm, anh đi với tôi. Mày không được, tôi đã kiếm Mập đây nè, tụi anh đi hết rồi. Đại ca, có phải cái thằng không mặc áo không? Mày thấy nó hả? Dạ. Nó như một con gái đi khách sạn Bách Hoa rồi. Hey, dạ, mày có chừng nó nha. Có chừng nó nha. Ok. Chưa có tin của ba Mập. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Một lúc nói không rõ đâu. Tháng sau cô kết hôn hả? Quen nhau lâu rồi hả? Lâu lắm rồi. Thật là rủi. Sắp có tin mừng thì cha chồng mẹ chồng hết người này tới người kia. Thật ra tôi cũng không biết tại sao như vậy. Ông bảo đối với tôi rất là tốt mà. Nè, để tôi đưa cô đi nhà thương, đừng để máu ra nhiều. Xin lỗi. Không có chi. Không có chi thì sao? Cô Lôi Thái, người ta nói anh nhanh trí bình tĩnh, đâu có phải như vậy. Vĩnh Điệt, không có đạn được sao? Cô đóng kịch giỏi thật, không làm khủng bố đóng phim được đó. Nhưng cô đã sai hai chỗ. Thứ nhất, nếu kẻ khủng bố muốn giết cô, nhất định không bắn cái chân của cô. Nó có đủ thời gian bắn bể đầu của cô. Thứ hai, thằng ba Mập không có ba đâu. Nó là gia đình đơn thân. Tài liệu ở đây nè. Thái à, bỏ dao xuống, bỏ xuống. Bỏ xuống đi. Đi. Nè, cô gái hồi nãy là xích quân đó. Thằng Mập đã lên khách sạn Bách Hoa, thằng B cũng lên đó rồi. Có chuyện gì đó? Xe đi anh bạn, cộng hết tụi này cho tôi đi. Kêu xe đến bao giây hết cả khu này biết chưa hả? Quật cánh phong tỏa ngoài đường, tụi tôi không có đủ người đâu. Tôi gọi điện thoại giùm anh.
Anh Thái, anh lên trận trước, tôi đi gọi điện thoại. Nè chú kia, tôi hỏi chú thêm một lần nữa, thằng Mập với con nhỏ đó đi phòng số mấy? Bọn vô con tụi mày đừng à, vã đám vậy hả? Anh tôi hỏi chú rồi, nể mặt chú, còn không mau trả lời. Xin đừng phá tụi nhà, phá tụi nó được rồi. Vậy nó mau đi. Anh Ba, anh đi báo cảnh sát đi có được không? Không biết ai là cảnh sát, không biết ai là trộm cướp, nguy hiểm lắm à. Em à, cái đầu thằng nhỏ nóng lắm nè, dẫn nó đi khám bệnh đi. Anh Ba, hay là anh trốn ở đây một lúc đi, bây giờ tôi dẫn thằng Sanh đi khám. Tôi sợ họ nhận ra đó. Mở cửa đi. Anh đi tìm chỗ trốn đi, tôi đi mở cửa. Mở cửa. Mở cửa đi. Có nghe không đó? Kiếm ai vậy? Ba Mập. Không có người này. Nè. Okay, mở cửa đi. Ở đây đâu có ai, kêu mở cửa đi. Sao vậy? Bên tai tao bị kẹt vậy. Mở cửa đi. Ba Mập đâu? Muốn lấy Ba Mập đâu? Ba Mập đâu? Kêu ra đi. Ba Mập, mở ra đi. Tụi mày không ra tao kêu ăn cướp nha. Mày đừng tưởng tao biết mày đây nha. Cứu tao với. Cứu tao với. Ba Mập ra đi. Ăn cướp. Ra đi. Ba Mập. Ra đi nè. Nếu không muốn thằng nhỏ này chết thì ra đây. Ra đi mau. Bây giờ ta đếm 3 tiếng. Nếu mày còn không ra đây, ta sẽ bắn chết thằng nhỏ này. 1 2. Minh con. Tao đạp chết mày nè. Xong rồi, chụp lấy đi. Tụi mất dịch này, tao lẹo quá vậy. Tôi nghĩ tới lúc này tụi mình phải quá địch thành bạn rồi đó. Nếu mồi hỏi thì răng lạnh, giờ mình tương trợ với nhau đi. Má đừng chết nha má. Anh Mập, anh có sao không? Tụi nó muốn tôi đi nhà thương, tôi nhất định đi. Tụi mình đi nha. Đi đi Minh à, đi với chú đi. Đi. Sam có ai vậy? Bắn lung tung như vậy còn ai dám ở đây nữa? Thái. Thằng Ba Mập, mày chạy không thoát đâu. Tao mà bắt được mày, tao giết mày trong chảo dầu. Mày chạy đi đâu? Xin thằng nhỏ này đi. Tao không ngu để gì có chứng cứ đâu. Mày, quần chết bắn này, mày phải chết rồi. Thách đâu? Thách đâu? Bỏ súng xuống. Đừng buộc tao nổ súng giết mày nha. Thái à,
Mày cận thì cận gần 1000 độ, không được kính làm sao bắn trúng tao. Bỏ súng xuống đi. Tao nên biết trước mày là gian tế. Tao đã đánh giá mày là thằng thông minh mà. Hôm nay tao thấy cái miệng của mày méo cả ngày. Thật tao nghĩ không ra, thì ra điếu thuốc giả của mày không phải điếu thuốc hôm qua, là cái micro vô tuyến. Tao đoán có sai hay không? Đúng lắm, đúng lắm. Bởi vậy cho nên bọn xích quân đi đâu nó theo tới đó, có lúc còn nhanh hơn mình. Tại sao mày làm như vậy? Tao già rồi, còn làm cảnh sát ở Tân Gia Ba bao lâu nữa không biết. Tụi nó cho tao 10 triệu Mỹ Kim. 10 triệu đó à? Tao còn phải nuôi vợ nuôi con, tao muốn chúng nó sống sung sướng. Dakalama có chết mắc mối gì đến tao? Đáng cái là bọn mắc dịch Nhật Bổn. Nếu không tao đâu có tiết lộ thân phận. Thạch Đầu, mày bỏ súng xuống đi. Bỏ súng xuống thì tao coi như không xảy ra chuyện gì. Mày vẫn còn là bạn của tao. Thái à, mày đừng gạt gẫm bản thân mày. Bây giờ mày không biết tao đứng cách xa mày bao xa. Mày có dấu lý gì cái với tao hả? Có. Vốn của tao là cái lương tâm của mày. Lương tâm đã bị 10 triệu miếng kim che mất. Ngó thấy nó sao? Sáng nay tôi được lễ vật sinh nhật của bạn gái tôi gửi cho. Các anh sao rồi? Không sao. Cảm ơn anh đỡ giùm tôi một phát. Máu của tao còn tiền thí. Máu của mày không thấy được đâu. Đừng có nói nữa. Mình lập tức về bệnh viện. Mình đi. Anh bạn trẻ thế nào hả? Ông sắp chết rồi, để dành hơi, đừng có nói nhiều mà. Lại thất hẹn với bạn gái nữa hả? Phải rồi, ông có thể đền lại cho tôi không? Tôi không phải là bạn gái anh, làm sao tôi nói được. Tôi thiệt là không hiểu tại sao ông đến Tân Gia Ba. Tôi phải đi khắp nơi trên thế gian này, nói cho người ta biết, để cho người ta sợ đau khổ quần chúng của nhân dân quê tôi. Để làm gì? Theo quan điểm về tôn giáo của chúng tôi, càng có nhiều người biết chân tướng thì càng có nhiều người phản cảm. Đối với những người thù chúng tôi, cho đến số người của chúng tôi được thật là nhiều hơn số người của kẻ địch, thì sẽ nảy nở ra một thứ nguyện tự thể gọi là nghiệp lực cộng đồng, có thể sửa đổi và có thể xúc tiến sự thất bại của kẻ địch. Nói như không à. Nói cá ngựa con nào giỏi thì nhiều người mua rồi. Rất có nhiều người muốn nó thắng nhưng nó bị thua. Có người hỏi tôi vấn đề này. Ngựa giỏi thì có nhiều người bỏ tiền mua thiệt, nhưng chưa chắc là có người mua nhiều nhất. Có nhiều người họ mua 5 đồng, 10 đồng, họ đều hy vọng nó sẽ thua. Về số người thì chỉ mua tiền, cho nên toàn thế giới mua thứ giỏi hay thường bị thua. Có nhiều người đàn ông trên thế giới này muốn cô Lâm Thanh Hà cởi truồng, nhưng mà đâu có thấy cô cởi truồng đi ngoài đường đâu. Tôi không nên thảo luận với anh về vấn đề này, nhưng về mặt lý luận thì tôi cũng có thể. Hả? Có thể nào? Cái thứ niệm lực cộng đồng này đại khái tích trữ 50 năm sẽ thành công. Cờ thiệt, chừng đó Lâm Thanh Hà 80 tuổi rồi. Chúng tôi đang thảo luận về tánh khả năng, không phải là tánh khả quan đâu. Sere, có chuyện gì cậu? Lập tức chuẩn bị phòng giải phẫu đi. Bác sĩ Anderson tới lập tức làm thủ thuật cho bệnh nhân. Máu đã tới rồi à? Ê, chuẩn bị trước đi, khi máu tới lập tức giải phẫu cho họ. Dạ. ジロと親密に病院の表から攻めるように言え。表は軍隊がいます。それじゃわざと自殺するようなもんですよ。何？
Thôi. Ore da chi beou ni hai de. Yachi na no chuu yo. Hoka no hou ni mukeru you ni suru nda. Hai. Người này lại đây. Cô tắt thở rồi. Đi vô. Kalama, xin đừng bận tâm. Người quyến máu tới đây, chúng tôi sẽ lập tức giải phẫu cho ông. Đồ áo quyết cho ông đi. Dạ. Xin hỏi đi đâu đó? Tôi là bác sĩ Châu. À, mời vô. Tôi là Lôi Thái đây. Anh tới đây để quyến máu, cho vô đi. Dạ, dạ, dạ. Thank you. Sao đây à? Thứ giải phẫu này lần trước mày cũng giúp tao một lần rồi. Đã để còn nhớ chứ? Dạ còn nhớ chứ. Này sao đây à? Tao không thể nào chăm sóc mày cả đời đâu. Báo cáo toàn bộ, báo cáo toàn bộ. Khu số 7 bị nổ cháy, không xảy ra chuyện gì. Chỗ này không cần cô đâu. Người ta đang chờ mấy anh ở phòng giải phẫu. Hai anh xuống trước đi. Tôi đi với anh. 1, 2, 3. Này bây giờ ra sao? Hãy đẩy đi. Thank you.
xin đầu hàng. Đầu hàng cái đầu của mày, tao tới quyên máu nè. Trễ rồi hả? Thiệt là. Quyên máu hả? Sao không chịu nói sớm, người chết là bác sĩ đó. Hai người chờ bơm máu bên trên nè. À nè, cái bơm đi, bơm đi. Có lấy bao nhiêu lấy không thành vấn đề đâu hả? Thôi tôi sụng chết rẻ, muốn lấy bao nhiêu lấy. Một mình tôi cứu hai người. Cảm ơn anh. À, đừng cảm ơn, đưa tiền được rồi. Hả? Đi bơm máu đi. Hả? Anh bơm cẩn thận nha. Anh thì là may mắn đó, lần đầu tiên tôi cho người ta bơm máu đó. Anh cũng may mắn, tôi cũng lần đầu tiên bơm lấy máu đây. Hả? Thôi đừng có hù người ta nữa. Mày qua bên kia giải phẫu cho con gái đi. Tôi hả? Nè, chỉ có mày mới thấy cách giải phẫu loại này. Bác sĩ đều sinh đã chết rồi, cấp bách như vậy đi đâu tìm bác sĩ? Bây giờ mày đi theo tao đi. Tao làm thế nào thì mày làm như vậy. Anh làm theo người ta, lại bơm máu tôi hả? Ôi trời. Ờ, trong cái đã. Anh Bê. Anh Lôi Thái, tôi đã nói là lần sau hy vọng gặp anh không phải là cái xác mà. Ý nguyện của tôi đã đạt được rồi, nhưng mà anh lập tức sẽ biến thành một cái xác chết. Tao bác. Hử? Có đối được không đó? Hả? Bán đi, bán đi. Bán ngay đây nè. Tao tên mày không có đạn có thể bán được đâu ha. Bán đi. Bỏ xuống luôn đi. Cuối cùng mày chỉ bỏ xuống xuống đánh lộn với tao rồi hả? Không nói mày không biết đâu. Thần tượng của tao là Lý Tiểu Lầu. Cú đá của mày khá lắm. Đừng có bước tới nha. Đừng có bước tới nha. Đừng bước tới nha. Người ta chịu không nổi thì đừng có đánh người ta nữa mà. Người ta khen mày mà khen mày đá giỏi đó, mày đừng đánh người ta nữa. Người bị kẹt bên ngoài mày không đánh, ở dưới người ta chạy tới chạy lui mày không đánh, người sao đánh tao? Đánh chết mày. Chết mày, chết mày. Mặc dịch, mặc dịch. Chết mày, chết mày, chết mày. Giết mày, chết mày. Đừng có tới nha, đừng giết ta. Đừng tới nha. Mày có áo giáp, tao có hồi giáp nè. Thôi đừng có tới nha, đừng có tới nha. Cứu tôi ơi.
Ở đây nè, anh la lớn vậy làm gì chứ? Anh chân Tùng hả? Anh Bi à, làm ơn kéo cái này lên giùm tôi. Tôi đau quá. Lá chị nha. Dở lên. Ây à, à, mệt quá rồi. Anh cho tụi nghỉ một lát đi. Đè chú này ha, chờ chú này ha. Mau đi mau đi, người ta ngó thấy khó coi lắm. Tôi là thám trưởng mà. Đè cho đã được không nào? Bây giờ xin đặc biệt báo cáo, ông Dakalama bị hành thích ở sân bay hôm nay nhờ có sự hợp tác chặt chẽ của các đơn vị có quan hệ. Sau khi cố gắng cứu cấp, cuộc giải phẫu đã hoàn toàn rất thuận lợi. Người phụ trách của bệnh viện cho biết ông Dakalama và một cô gái từ Hồng Kông tới đây. Vết thương của hai người này trong vòng 4 tháng sẽ được khôi phục lại. Thật là không ngờ tới tăng nhà ba chơi hết năm 2 tháng rồi hả? Tụi mình về em con sẽ kết hôn rồi đi Paris hưởng tùng thân mật được không? Kể đó đi em Monte Casino chơi gặp bạn phát đạt rồi ha. Em không có đi Monte Carlo đâu. Kèm đi lát cái gái nhà hả? Nghe nói hình như là bên Mỹ mà. Đừng có xuống đường, đừng có vậy hả? Cứu tôi với. Ê, anh làm cái gì vậy? Sao đối đãi phụ nữ vậy chứ? Anh chết anh đi nè. Đây là nhà của tôi mà, cô giống như là đứa trẻ sơ sinh. Em đã xả hết tiền quanh rồi. Mau quỳ xuống đi. À, quỳ quỳ. Cô bé à, lành mạnh rồi hả? Lành lại rồi. Hy vọng hai đứa mình sau này được hạnh phúc vui vẻ. Dạ cảm ơn ông. Rất may là tụi mình tới kịp. Đấy rồi. Wow, hình như được có người có giận tốt à. Rất may là cô xem TV thấy tôi đang làm thủ thuật. Phải rồi, cái đời của tôi chưa từng xúc động như vậy đó. Uống đi. Được. Thưa ông Đa Ca, đã sắp tới giờ mời ông lên máy bay. Chúc ông thừa lợi bình an. Phải rồi, xin hỏi quê quán ở đâu vậy? Tôi là người Triều Châu. Nam Mô A Di Đà Phật.